Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin được kính chào các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho 30 tập chương trình, kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may, có thể giàu có lên được. Trong tháng 4 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 4 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các quý vị gia chủ, các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi mà bước vào tháng 4 âm lịch. Tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này sẽ gặt hái được những thành công lớn lao trong tháng 4 âm lịch này. Và đương nhiên, sự thành công của con giáp này cũng khiến cho không ít người phải ganh ghét, đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể trọng, kính phục. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình, quý vị đừng quên đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin quý vị hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Thông thường đối với họ tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất ở đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn là thực hiện được ước mơ của bản thân. Tháng này con đường học tập của những người sinh năm 2000 nhìn chung là thuận lợi. Bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng. Bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nên có chừng mực trong chuyện tình cảm, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ mà thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình về lâu về dài. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng này dự báo nếu còn đang đi học, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu của hung tinh, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ, thầy cô phàn nàn. Ngoài ra áp lực học tập điểm số khá lớn, khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Nếu đã đi làm, bạn sẽ phải đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối, cũng chỉ bởi vì cái tính nóng này không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn, nhưng nếu cư xử một cách tùy hứng như vậy, bạn sẽ gặp rắc rối to. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Canh Thìn hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn, cần phải tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi và thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cả gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân,
Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng này, bạn có thể gặp phải một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, da dẻ của bạn cũng có dấu hiệu kém sắc, dễ nổi mụn nhọt. Do đó, bạn nên uống nhiều nước, chớ nên thức khuya để bảo vệ làn da luôn tươi tắn. Bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua. Thay vào đó, hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng này có các tinh chiếu mệnh sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa tốt đẹp. Làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Có những việc con giáp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những người tuổi Thìn những mối quan hệ như ý. Có điều bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo, kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cả tình lẫn tiền. Càng là người mới quen, càng cần phải tìm hiểu cặn kẽ, chớ để vẻ bề ngoài hào nhoáng hay những lời đường mật chót lưỡi đầu môi của đối phương che mắt. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm, ít xung đột. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022, đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể gọi trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Canh Thìn trong tháng 4 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch này.
Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.